Xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tình tử quốc. Hôm nay tục là một clip một lô cần câu như người, thì lô câu này đa phần cần carbon, có những cây ba khúc, hai khúc hoang lá nè, Daiwa Kenyaki, Shimano Hiboix, những cây cần rút cũng là của carbon luôn. Rồi để xếp vô cụ thể từng cây cho người xem, xếp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hoàn lỗ clip xếp lên đó, thì anh em cứ gửi cho shop nhé. Rồi cảm ơn mọi người. Tiếp cho người là cây thứ nhất. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người là một cây cần của Tsuyumi. Đây Tsuyumi, thương hiệu này của Hàn Quốc mọi người, Hàn Quốc sản xuất. Thì phôi của nó là phôi carbon sẵn 2 da nè, phen là phen Fuji loại xám nha. Bát là bát hãng, được cái phôi, phôi đẹp, phôi phen loại xám nè, phen Fuji, phôi carbon 2 da. Đây. Thì cây này cứng 80 dài 3 mét, thì 80 dài 3 mét thì thuộc dạng hàng chuẩn về cho anh em là câu lăn xê, câu cá cha, câu cá chép, câu ngâm này. Bu nó là bu xít nha, dạng bu xít mồi chè, xứ rất là dày. Đây phôi này, xong phôi này. Nói chung thì tổng thể cây cần này nhìn cũng còn rất là ok đó, nó vẫn có xuất sắc vài điểm nhé. Cái phôi nó đẹp, phôi đẹp cực kỳ. Cái này về câu ngâm là hết bài luôn. Rồi, thì cái này cứng 80, dài 3 mét, nặng là 359 gram, đọt 2.7 ly. Giá một khai cây số 1, giá là 900 nha người, 900 cộng ship cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 lên tiếp cho mọi người là một cây cần khá đẳng cấp. Đây là một cây thương hiệu của Daiwa. Đây một cây cần Daiwa phen lá, phôi là carbon sẵn nhá. Đây nổi quăng nha. Thì cây này cũng còn khá là mới, gờ tập khoảng 95-93%. Bát là bát Fuji, phôi là phôi sẵn nè, phen là phen Fuji Seed dạng phen lá nha mọi người. Rất là đẹp, cần rất là đẹp, phôi sẵn rất là đẹp luôn. Lasit thì cây này cứng 50, dài 3, dài 2m4 mọi người, cứng 50, dài 2m4, hàng của Daiwa. Cây này sản xuất tại Taiwan nha mọi người, sản xuất tại Taiwan. Càng rất là đẹp luôn. Buộc trong sẵn, buộc của phen lá. Cây này cứng 50, 2m4 về dạng câu ngâm, câu trên bè cũng rất là ok luôn. Dạng đánh cảm giác, câu có cha, câu chép, lăng xê, cắn mút còn rất là đẹp, bát còn rất là ok. Phen đây rất là đẹp nha, nguyên zin nha mọi người. Thì cái này nặng là 260 gram, đọt 2.1 ly, dài 2m4, cứng 50, giá cũng khai cây số 2, giá là 1.4 triệu nha mọi người, 1.4 triệu cộng ship cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 vẫn là một cây cần phen lá cho mọi người nhé. Đây một cây cần phen lá. Thì cây này một cây cần Mamisa, một cây thương hiệu Mamisa. Thì cây này của China sản xuất mọi người, China xuất trên thị trường Nhật nhé. Mamisa phen lá, phôi là phôi carbon phen lá. Thì có phen này là xốp đi keo đi chảy lên nha mọi người. Đó, nói gõ gàng với mọi người luôn, nó bị chóc keo chóc chảy thì xốp đi keo đi chảy lại. Bát là bát Fusigon. Bát đẹp nha, phen lá phen xít, tổng thể cần nhìn còn rất là ok. Được cái là thông số cái này đẹp, cái này cứng 80 và 2.7 nha mọi người, 80 2.7. Thông số 80 là thông số rất là chuẩn về cầu lăn xê, cầu cha, cầu chép, cầu ngâm. Phen ở trên còn rất là đẹp luôn, phen Fuji nha mọi người, phen lá đây, rất là đẹp, buộc trong sẵn ha. Rất chi là ok luôn, càng rất là đẹp luôn. Đây chúng ta sản xuất nhé, tem hoàng đàng hoàng, bát Fuji-gon. Càng tổng thể rất là ok, cứng 80, đánh cực kỳ cảm giác. Thì cây này 2.7 m, cứng 80, nặng là 325 gram, đọt 2 ly, đọt 2.2 ly mọi người. Giá cũng khai cây số 3, giá là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cây số 3. Cây càng rất ok. Tiếp theo cây số 4.
cái số 4 lên tiếp mọi người là một cây hàng của nội địa nha mọi người. Đây, đây một cây Yamakasu, hàng nội địa Nhật. Phen của nó là phen Pusisit mà phen chân đen nhé. Phen này rất là hiếm. Anh em thích câu mà không sợ đụng hàng thì đây, đây là một cây hàng không sợ đụng hàng luôn. Một cây Yamakasu, hàng nội địa nhé. Phen là phen Pusisit, phen lá. Chân đen ha. Đây, Pusi. Đây. Phôi cũng còn rất là mới nè. Đó. Pusi ha. Thì cái này cứng 50 dài 36. Cho anh em nào chuẩn câu câu chép nha. Nghe về câu chép rất là ok. Câu chép của lần C. Hàng nguyên chin nha mọi người. Đọt buộc trong sẵn đây, nguyên chin đi theo căn. Phôi rất là đẹp luôn. Yamakasu. Cứng 50, dài 3m6, 3 khúc. Bát là bát đây, bát của Gamma luôn mọi người, bát Gamma luôn, bát hàng. Hàng nội địa. Thì cái này nặng là 395g, đọt 2 ly 2. Cứng 50, dài 3m6, giá công khai cây số 4, giá 1.500.000 người, 1.500.000 cộng tiếp cây số 4. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần, vẫn là cần nội địa. Thì cây này là cây cần của Tamriu, một cây nội địa Nhật. Thì cây này nó cứng là 80, dài 3m. Cứng 80, dài 3m9. Thì 3m9 này thì anh em có thể câu cá mè, dạng anh em đánh bơm á, có cá mè. Anh em câu mấy cái đập mấy cái hồ á, nó rộng á, anh em mấy cái này vũ cho bay xa, vũ mồi ra xa được. Anh em có thể câu gần, câu biển câu gần. 83m9 có định vị luôn. Phen là phen lá hết nha mọi người. Cái này được lên bộ phen lá hết luôn. Đó. Bát là bát Pusi, bát Pusi. Bát Pusi ha. Phôi còn rất ok, phôi phen rất là ok luôn. Tem riêu thì anh em khỏi lo. Hàng khá là chất lượng, hàng của nội địa nha mọi người. Thì cây này phen và chỉ nó được đi keo đi chỉ là hết nha mọi người. Đi keo đi chỉ là hết luôn. Đây, cái phen này là đi keo đi chỉ là hết luôn nè. Đó. Càng sau thì báo cho anh em vậy luôn, cho vậy. Cây tương đối cứng nha, rất là cứng. Thì cây cứng 80, dài 3m9, nặng là 450g, đọt 2 ly 4. Giá cũng khai cây số 5, giá là 1.500.000 luôn nha mọi người. 1.500.000 cây số 5. Tiếp theo qua đây, qua đây sẽ là cây số 6. Cây số 6 lên tiếp cho người là một cây cần của Navigato, một cây cần nội địa Nhật. Thì cây này dài 3m, 2 khúc, nặng là 250g. Đọt của nó là sẽ là 2 ly nha mọi người, đọt 2 ly. Và cái này độ cứng của nó là 50, dài 3m. Độ cứng 50 thì nhưng mà cây cần này nó sẽ làm nhỏ gọn lại cây cần nha mọi người. Nó rất là gọn cái cần. Độ cứng ra tầm khoảng 50, nhưng mà phôi của cây này là một phôi cần dịu nha mọi người. Phôi cần tương đối dịu nha. Đây. Thì cái này dạng thích hợp về cho câu cá chép, câu lăn xê, câu cá chê. Đó. Dạng cá chê dịch vụ á. Thì cần này thuộc dạng cần mới nha mọi người, tương đối mới. Độ mới ra tầm khoảng 95% nhá. Nó còn túi còn hợp luôn. Phen của nó là phen Pusisit, đó, phen bấm. Bát là bát Pusi, tem vàng. Phôi là phôi carbon. Pusisit ha. Navigato 50 3m, carbon. Đây, càng rất là đẹp. Thôi thì khỏi chơi. Rất là đẹp nha, carbon nhãn sẵn nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 6.
Giá sẽ là 900 mọi người, 900 cộng xếp cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên tiếp mọi người, một cây cần của Daiwa. Thì cây này một cây Daiwa nội địa luôn nha mọi người, một cây Daiwa Kentucky. Đó. Hàng nội địa Nhật nhá, Daiwa Kentucky. Thì cây cứng 50 dài 2m7. Đó, cứng 50 dài 2m7. Cán là cán gỗ nè, cán gỗ. Phen của nó là phen Fuji, phen dạ quang nhá. Đó, phen Fuji dạ quang. Cán gỗ nha mọi người. Đây qua. Đây keo chỉ còn rất là đẹp nha. Phôi là phôi carbon sẵn mọi người. Đó. Thì phôi của thằng Daiwa Kentucky này rất nổi tiếng rồi. Đó, khỏi bàn. Phôi cực kỳ dày, bát là bát Fuji tem quang. Đây, rất là tiết sẵn rất là đẹp. Thì 50 2m7 thì anh em câu ngâm, câu cá tra. Đó, câu cá chép. Câu lăn xe nha. Đó. Đây. Phèn nó còn cực kỳ ok. Thì cần này nó có xây xác mọi người, cần này xây xác một vài điểm nha. Để soi kỹ mấy chỗ xây xác người xem. Đó. Đây. Đó. Và chỗ này, đây chỗ này xây xác nè. Nói chung thì bán hàng kiểm tra cho anh em soi kỹ để rõ ràng. Đây. Đó. Một vài điểm nhưng không ảnh hưởng tới phôi nhé. Không ảnh hưởng tới phôi. Phôi cũng còn rất là đẹp, keo chỉ phen ok hết. Thì cái này nè, nặng là 400g, đọt 2.7. Giá là 2 cây số 7, giá là 900 mọi người, 900 cây số 7. Tiếp theo cây số 10. Cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người một cây cần cũng là nội địa Nhật nhé, một cây Kentucky. Đó, Kentucky hàng nội địa phôi carbon. Và cái này cứng là 80 dài 2m7. Cái này dạng về đánh bao lực nha mọi người, đánh bao lực, câu biển, câu đáy, câu lăn xê, câu ngâm. Đây, phen của nó là dạng phen cầu, phen cầu, phen biển nhé. Đây, phen biển, phen cầu, keo chỉ rất là đẹp. Cán gỗ còn rất là ok. Đây, phen cầu, phen biển. Họa tiết cây càng rất là đẹp, bán là bát Fuji. Thôi là cặp bàn sẵn nè, đó. Phen nó đây. Rất là đẹp luôn. Phen rất là đẹp, chỉ rất là ok luôn. Thì cái này nguyên zin, gọi mới cái này nó ra tầm khoảng 95% nữa rồi, 93-95%. Rất là đẹp luôn. Đây, phen đề ba nữa đây. Đó, dòng phân biển. Phen này về đến bao lực là hết bài. Khỏi chê. Buộc chống sẵn nhá, dạng buộc chống sẵn. Buộc dầu quang. Đó. Bon sẵn nha, gần guốc nha mọi người. Thì cái này dài hết tẩy cứng 80, nặng là 440, nặng là 455g, đọt 3 ly 4, giá 2 cây số 4, giá còn 2 cây số 8, giá 1.4 mọi người. 1.4 cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 lên tiếp mọi người về một cây cần của Shimano. Thì đây là một cây Shimano nội địa nha mọi người, một cây Shimano nội địa. Phen là phen Fuji loại xám, phôi là phôi carbon sẵn ít. Đây, nhìn này, sẵn ít nha mọi người. Phôi carbon sẵn ít. Đọt cái này là đọt tháp nha mọi người, đọt tháp. Đó. Thì tháp này là tháp sợi titan, dạng xịn lắm mọi người. Đó. Nó tăng cảm giác cái đầu nhảy cá. Đây. Coi sáng nhất nha. Phen nhìn từ xa đây, tất cả là phen Fuji là xám hết. Thì cần thì nguyên zin, chưa độ chế gì lại hết. Rất là đẹp. Thì cái này dài 2m7. Độ cứng là độ cứng 80 nha mọi người. Độ cứng ra tầm khoảng 80, dài 2m7. Phen bass Fuji. Thì cái này nặng là 240g, đọt 2, đọt bọc đi 5, độ cứng 80. Cứng nó sẽ cứng đều vô trong nha mọi người, cứng là cứng đều vô trong. Giá là 2 cây số 9, giá là 1.2 mọi người, 1.2 cộng xếp cây số 9, một cây càng còn tương đối ok. Tiếp theo cây số 10, thì cây số 10 lên tiếp mọi người một cây càng Shimano nội địa. Thì cây còn tối nha. Thì cái này dài 2m7,
Shimano, hàng nội địa Nhật. Còn túi độ mới cái này ra tầm khoảng 90-95%, rất là mới. Phen của nó là phen Pusi loại xám. Đây. Phôi cực kỳ đẹp. Phen đây, phen nguyên zin nhá, rất là đẹp luôn. Bán là bát Pusi tem vàng. Phôi hai da, phôi carbon sang ít hai da. Thì cái này vẫn là đọt tháp đúng không ơi, đọt tháp. Bu của nó sẽ là bu xít nhá, bu xít màu chè nè. Rất là đẹp ha. Thì cái này dạng rất là đẹp. Đây, khớp nối đây. Phen đây. Đó. Sẵn hai da nhá. Cái này của anh em câu trên bè, câu trên ghe, câu lăn xe, câu ngâm thoải mái 24, độ cứng 80. Và đọt là đọt tháp, tăng độ nhảy cá nha mọi người. Đây, đó, tương đối nhẹ nhá. Nó sẽ cứng đều vào trong nhá. Đó. Đây. Cá chỉ cần đụng vô là nó sẽ phát tín hiệu liền. Đó, thấy không? Rất là nhạy. Thì cái này nặng là 220g, đọt bọc đi 6, cứng 80. Giá khai cây số mừng, giá 1.4 nha mọi người, 1.4 cây số mừng. Dạ, cây này còn tối. Tiếp theo cây số 11. 11 vẫn là còn tối nha. Vẫn là một cây Shimano. Shimano carbon sang ít. Thì cây này được cái là cần 3 khúc nha mọi người. Cần 3 khúc dài 3m. 3 khúc dài 3m. Phôi vẫn là phôi carbon nha. Phôi carbon sang ít. Đây. Keo chỉ phen ok. Phen là phen Pusi loại xám nha. Đây. Bán là bán Pusi rất là đẹp. Độ cứng là độ cứng 80, dài 3m. Đọt cũng là đọt tháp, bu vẫn là bu xít nè. Khớp nối rất là đẹp. Thì cần này nó có xây sát vài điểm nha mọi người. Đây, chỗ này do trong quá trình vận chuyển nè. Ok, đây xước chỗ này một tí nữa. Thì cái này cứng 80, dài 3m, 3 khúc, nặng là 284g. Đọt của nó là 1.6. Rồi, giá khai cây số 11, giá là 1.4 nha mọi người, 1.4 cây số 11. Theo lên nhanh cho mọi người với cây này. Thì đây là một cây hàng hệ của Daiwa, cây số 12, một cây hàng hệ của Daiwa. Daiwa Kickwax Carbon. Thì cái này 20, 3m9 nha, 30, 2m9. Phen của nó là phen Pusi, phen loại Pusi dạo quang nha mọi người. Đó. Phôi của nó là phôi kêu bắp, thì là sẽ là carbon sang ít nè. 20, 3m9 thì anh em có thể câu lục, câu bạc bãi. Sang ít nha. Phôi sáng nhất của Daiwa. Sẵn thì sẽ sẵn tới ngọn luôn. Gặp ok nha mọi người. Bát của nó là bát Pusi nha mọi người. Bát Pusi. Phôi là phôi carbon sáng nhất. Thì cái này cũng 20, dài 3m9, nặng là 345g, đọt 1.7. Giá công khai cây số 12, giá 1.8 mọi người, 1.8 cây số 12. Tiếp theo cây số 13. Cây số 13 là cho mọi người một cây Sub Power. Một cây cứng 25, dài 3m9 nha, cứng 25, 3m9. Một cây hàng của Daiwa. Đó. Thì cái này sản xuất tại Korea, hàng của Hàn Quốc. Bát của nó là bát Pusi, bát kẹp nha mọi người. Bát Pusi, F7 bát kẹp. Phen của nó là phen Pusi nhé, phen là phen Pusi, phen nguyên zin hết, rất là đẹp. Phôi nó đây, phôi dạng carbon sóng quăng ha, dạng carbon sóng quăng, có xây sát mọi người, cần có xây sát. Cần còn tương đối ok, rất là đẹp. Khúc ở trên đây, khúc nói thì rất là đẹp nè. Boom này.
thì cái này nặng là 335 g, 25 3,9, đọt là 2 ly 4, giá khoai cây sổ 13, giá 750k nhé. Tiếp theo cây sổ 14, cây 14 lên tiếp cho người một cây cần của Naqua, Super Naqua, một cây cần của Korea. Đây, cây Korea. Thì cái này 50 3,9 nha mọi người, 50 3,9. Bát của nó là bát Pussy, bát Pussy, phôi là phôi carbon nhé, phôi là phôi carbon. Phen nó đây, có một phen này bị nứt nè mọi người, đây một phen này bị nứt, đây một phen này, phần còn lại là nguyên zin hết nha. Shop bán hàng thì chỉ chỗ nào nứt để thay nó lỗi thì báo cho mọi người xem trước hết. Phôi carbon cặn ở trong còn rất là mới nè, rất là mới luôn. Trường nó mới nhé. Rất ok ha mọi người. Đọt nó có vài chỗ nó để bình dị phen nè, cho phen nó chạy nè. Đây cũng vậy. Đây nó sẽ chạy xuống tới đây. Ok, phen đẹp. Rồi, cái này cứng 50, dài 3,9 m, nặng là 330 g, đọt 2 ly, giá hai cây số 14, giá một giá là 650k nha mọi người, 650k cộng ship cây số 14. Tiếp theo cây số 14 này, cái này cây số 15, cây số 15 lên tiếp cho người một cây cần carbon, một cây carbon, một cây con metric gì nè, một cây dài 3,6 m luôn rồi, một cây cần dài 3,6 m, tên thì cũng không biết luôn. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji, dạng phen kẹp nhé. Phen Fuji. Phôi là phôi carbon nha mọi người, phôi carbon, dạng sắn bông. Carbon sắn bông. Phôi chuẩn rồi, khỏi bàn. Độ cứng của cây này thì nó ra tầm khoảng 80 nha mọi người. Nếu so với cần 2 khúc thì cây này độ cứng ra tầm khoảng 80. Thì cái này về cho anh em có thể câu ngâm, câu cha, câu chép, câu lăn xê thoải mái nhé. Cái này nặng là 330 g, đọt 2 ly 3, giá cũng khai cái số 15, giá 650k em người, 650k cộng ship cái số 15. Tiếp theo là cây cuối cùng, một cây cần của Win Hybrid Pencil Vision như nè, một cây dài 20, dài 3,6 m, cứng 20 nhé, 23,6 m nha mọi người, bán tầm bát kẹp Pussy, phen của nó là phen Pussy. Cái này phôi của nó là phôi carbon nha mọi người, phôi là phôi carbon đây, phôi cũng còn rất là đẹp, hết sức sắc, phôi cũng còn tương đối ok, hết sức sắc nhé. Đọc nó đây, đọc và cọc bằng sáng quăng hai da. Thì cái này phen thì phen nguyên zin hết nhá, phen nguyên zin hết, phen nguyên Fuji. Thì cái này bán giá thanh lý luôn, cây 16, cứng 20, dài 3,6 m, nặng là 245 g, đọt 2 ly, giá công khai 500 cộng ship nhá, 500 cộng ship cây số 16. Rồi, đó tổng cộng 16 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào, chốt để shop, để số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.